Rồi, 8 chưa? 8 chưa, 8 chưa? Rồi, 8 rồi, 8 rồi. Thì bây giờ yêu cầu từ ban tổ chức như sau: những chùm nào là kết 8 rồi, tập trung nhanh nhất ở đây sẽ được phần quà nhanh nhất. Số 3 nào, chùm 8 rồi. Ai úi giời, mấy đội kia thẩm thức quá, thành thơi quá. Rồi, đội này có mấy người? 8 người đâu? 81 game đâu, sinh lái đâu? Rồi, đội 8 người tiếp theo đâu? Đâu ạ? Rồi, đâu bây giờ như thế này để cho công bằng. Đội số 1 nhanh nhất ra đây, xếp vào ngay ngắn một thằng dọc. Một thằng dọc, một thằng dọc, một thằng dọc. Ai không một thằng dọc? Úi dồi, 8 người đây à? Đội số 2 đâu? Đội số 3 đâu? Đội số 4 mấy anh chạy đâu? Cũng chạy đâu hết rồi, số 4 ơi. Rồi xin mời mấy anh vào sân khấu ạ. Mấy anh vừa rồi là còn một bàn, chúng ta vào sân khấu không thể chơi khốn được. Chơi khốn là chơi xấu. Rồi xin mời mấy anh mà bàn kết chùm di về. Mời tất cả anh vào sân khấu. Rồi, bàn này thiếu một người. Đằng sau quay. Đội số 1 đâu, giơ tay. Rồi, 1 đã có. Số 2 đâu? Đội số 1 mà 2 cũng rơi thế nào? Hai đội này như thế nào đây? Rồi, đây là đội số 1, giơ tay. Rồi, đây là đội số 2, giơ tay. Đây là đội số 3, giơ tay. Đội số 4 xin mời anh Quang vào trong này. Rồi xin mời giám đốc luôn. Rồi, đủ rồi. Và bây giờ là đến chương trình game show. Show lắm đấy. Để các anh chị chúng ta hòa mình trong không khí của tiếng. Và bây giờ, ui giời ông này.